Khánh Hải Sản xin chào cả nhà. Cái này là tôm hùm Alaska mini nha cả nhà. Size khoảng tầm 5 tới 6 lạng một ký ha. Size rất là vừa ăn. Nếu mà khách nào hôm nay mình có tiệc cuối tuần mà mình muốn chia nhỏ bữa, chia đều cho mỗi người thì có thể mua cái loại tôm hùm này nha, tầm 2 con một ký như thế này à. Giá hôm nay ưu đãi chỉ có 920.000 thôi nha. Tôm này là tôm hùm Alaska. Size khoảng tầm 5 tới 6 lạng, size này gọi là size mini nha cả nhà. Thì cũng rất là ok. Nếu mà khách hàng mình có tiệc, mình có tiệc mà nhiều người á, mình muốn dễ mỗi người một con thì có thể đặt tôm hùm này ha. Giá chỉ có 920.000 thôi nha. À, size rất là vừa ăn cả nhà ha. À, với tôm hùm Alaska này ấy, thì khách mình có thể chế biến được rất là nhiều món. Như là mình hấp nguyên con ha, hấp nguyên con như thế này nè, hấp nguyên con như thế này, hoặc là mình chẻ đôi con tôm hùm này nướng phô mai, nướng bơ tỏi nha. Một người ăn một con như thế này rất là vừa ăn nha, hoặc là hai người ăn một con cũng được ha, cũng rất là ok nha. Tôm này là tôm vừa ăn. Tôm này là tôm mini nha cả nhà. Thật ra nó là cái loại nhỏ thôi chứ cũng không phải là chỉ là size nhỏ thôi nha cả nhà. Chỉ là size nhỏ thôi nha. Còn chất lượng, chất thịt vẫn ok lắm nha. Giá chỉ có 920.000, ưu đãi đặc biệt cho khách nào mà đặt hàng trong hôm nay thôi nha. Tại vì gánh mới vừa về tôm hùm Alaska size nhỏ này rất là nhiều, nên khách nào mình đặt hàng. Còn nếu mà khách nào mình lấy size lớn ấy, thì giá là 980.000 nha cả nhà. Size lớn là 980.000 ha. Còn size nhỏ này chỉ có 920 thôi nha. Size nhỏ này thì mỗi người một con cũng khá là vừa ăn nha. Con của nó là khoảng từ 5 tới 6 lạng một con ha. Còn sống như thế này luôn ha. Tôm hùm Alaska hôm nay thì khách nào mình mua size lớn hơn thì giá là 980.000, còn mua cái size nhỏ này thì 920 nha cả nhà. Vẫn giao sống tận nơi luôn nha. Cái này phù hợp cho khách nè, mình có tiệc 5-6 người á, mỗi người một con thì rất là dễ chia nha. Rất là dễ chia. Lửa đen cái này thì bỏ qua em sao. Mình vào xem các loại hải sản khác nha cả nhà. Đây là cua kim giáp nha cả nhà. Kim giáp thì đang có giá là 1.650.000 một ký nha. Đây là kim giáp. Kim giáp này kim giáp còn sống nha. Nước rất lạnh ha. Tôm hùm Alaska bé. Hôm nay về rất là nhiều size nhỏ nha, giá ưu đãi chỉ có 920.000 nếu mà khách này mình mua size nhỏ như thế này. Đó. Tôm hùm Alaska nha cả nhà. Và cái này là cua kim ráp. Kim ráp thì đang mới về hàng rất là nhiều nha, đủ size từ 2kg tới 3kg. Khách mình đặt hàng thì mình liên hệ ngay về hotline nha. Với tôm hùm Alaska cũng như là cua kim ráp thì cách mà chế biến nhanh gọn nhất đó là cả nhà mình có thể hấp bia nguyên con nha. Hấp bia nguyên con ha. Mình hấp bia nguyên con thì cái phần Alaska, cái con kim ráp này rất là ngon ở cái phần càng ha. Đây. Kim ráp. Kim ráp thì đang bán với giá là 1.650.000, khách nào mình ghé cửa hàng mua thì được ưu đãi là còn 1.600.000 nha. Kim ráp thì size đang có là từ 2kg tới 3kg nha cả nhà. Nước rất lạnh, con kim này sống ở nhiệt độ là từ 10 độ C, nước rất lạnh nha, tê cả tay nha cả nhà ha. Kim ráp rất nhiều nha. Khách nào có tiệc gia đình vào cuối tuần thì mình thử ăn kim giáp nha. Hiện tại cua kim giáp thì đang có giá rất là mềm, thậm chí là rẻ hơn cả tôm hùm Việt Nam nha cả nhà.
rẻ hơn cả tôm hùm Việt Nam nha. Mình mua tôm hùm bông Việt Nam bây giờ có giá hơn 2 triệu một tí thôi, nhưng mà king crab thì giờ có giá chỉ có là 1.650.000 nha. Tranh thủ cái thời điểm mà king crab đang có giá mềm thì mình ăn thôi. Thông thường là king crab vào mùa cao điểm á, giá có thể lên tới 2.500.000 một ký. Tôm hùm là lắc thôi. Alaska bé nha. Alaska như thế này thì có giá chỉ là 920.000 một ký thôi nha. Rồi, đến hải sản chào cả nhà ha. Mà đặt hàng King Crab hoặc Alaska thì liên hệ ngay về hotline hoặc inbox tại đây nha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà.